Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Lần đầu gặp mẹ là chưa gì mẹ đã chửi chứ. Hẹn giờ mà đến nỗi nửa tiếng đồng hồ bắt mẹ chồng đứng đợi. Em sợ lắm chị, lúc đó là lần đầu tiên của em tự mới tình đầu mà cũng lần đầu tiên về gặp mẹ em sợ, không biết nói kéo dài tới 4 năm em vẫn còn sợ. Này là em quyết định cưới á, bé này như con ruột. Đi mua bất cứ cái gì là em có là bé này phải có. Bà nội lo cho cháu nội rồi còn người còn nhỏ 8 tuổi ai lo. Đổi giống dạng như đi học hay là đi ăn uống gì là anh chị ba lo. Còn bé nhỏ thì mẹ lo. Đổi lại con của mẹ thì con dâu lo. Có bé 8 tuổi. Còn con của con dâu là mẹ lo. Học lý quá xong. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h15 trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Hôm nay thì Lê Lộc và Vũ Linh sẽ cùng kết nối với một cặp mẹ chồng nàng dâu. Chúng ta xem cái câu chuyện như thế nào quý vị nhé. Chúng ta chào đón mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Chào chị Quyền Linh và Lê Lộc. Cô tên Tiên. Tiên là nàng tiên á hả? Dạ, em Phụng Tiên. Phụng Tiên. Dạ, tên em tên quá Phụng đẹp luôn. Chị có mấy người con? Em có 3 người con. Trai lớn là sinh năm 95. Dạ. Trai nhỏ 99. Còn gái bé là được 8 tuổi. Vậy là dâu đâu? Dạ, hâu dâu thứ hai. Thứ hai, vậy là dạ. Hai dâu rồi. Dạ. Chù, già quá ngon. Và dâu này cưới lâu chưa? Dạ, cưới 1 năm. Em tên gì? Dạ, em chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên Kim Anh. Dạ. Em sinh 2001. Ủa? Em làm dâu mẹ được 1 năm 4 tháng. 201 hả? Dạ, 201. Lấy chồng sớm quá con hả? Dạ, 22 tuổi. Chơi. Dạ. Ham chơi. Vậy là con bắt đầu yêu từ năm nào? Con bắt đầu yêu từ năm con học lớp 11. Ui là trời. Có cháu mấy tuổi rồi? Dạ, 4 tháng. Chúc mừng. Sao cái nhớ cái lần đầu tiên khi mà gặp mà mẹ chồng tương lai đó, cái dịp nào nhớ không? Lúc mà gặp á, em mới quen được có 2 tuần thôi là chồng em dẫn về ra mắt rồi. Lúc đó ngay dịp Tết thì gia đình có đi chợ hoa chơi á. Thì lần đầu gặp mẹ là chưa gì mẹ đã chửi chứ. Chửi sao? Đừng có nói chửi. Lớn tiếng rồi hả con hả? Chỉ là bức xúc là chậm quá. Hẹn giờ mà đến nỗi nửa tiếng đồng hồ bắt mẹ chồng đứng đợi. Có chở bé gái em chồng là 7 tuổi mà đứng đợi ở ngoài Sài Gòn. Mẹ không biết đường Sài Gòn. Chửi sao con còn nhớ không? Dạ, mẹ kêu đi cái gì mà lâu quá vậy? Đợi đó mẹ đợi nãy nói vậy. Đúng không? Nói đúng không? Lớn tiếng nói đúng thôi chứ đâu mà chửi. Đó chưa là không phải là chửi, đó là la thôi. Dạ. Mà chửi là mình nữa nha. Bức xúc la xong đứng gãi đầu mà. Đứng gãi đầu cái nào. Không biết nói gì chửi là em hay gì nó chửi nhầm thật lần. Cái đó mới là chửi đó. Em sợ lắm chị, lúc đó là lần đầu tiên của em tự mới tình đầu mà cũng lần đầu tiên về gặp mẹ em sợ, không biết nói. Em cứ nghĩ ủa nãy giờ con ra nãy giờ rồi mà nhưng mà con bị kẹt xe xong rồi sao mẹ lại đứng mẹ chửi, mẹ chưa kịp hỏi nữa là mẹ chửi rồi. Nói chửi nữa. La thôi, mẹ la em thôi. Nhưng mà lúc mẹ la là lớn không? Dạ ai cũng nhìn lắm. La cả chợ bông nghe luôn. Dạ đúng rồi. Đông dữ vậy ông sầm đâu nghe hết không? Ấn tượng ban đầu là hơi sợ mẹ rồi. Dạ đúng, đúng rồi, em sợ lắm. Em Hôm, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Kéo dài tới 4 năm em vẫn còn sợ. Ui là trời. Giờ thì sao lần chửi còn chửi nữa không mà sao dữ vậy? Vẫn còn chửi. Lần nào nữa con? Cái con nhớ hoài cái lần là lúc đó chồng con rước con đi học về thì có chở lên nhà mẹ để ăn cơm. Vừa mới ra tới đầu đường à, con chưa kịp phanh tay thưa bác nữa là đá trong xe xuống là mẹ chửi chứ rồi sao cái gì mà đi lên chậm quá vậy. Cứ nói em chửi hoài đau lòng lắm luôn á. Ý là bây giờ nè, nói lên nhà em ăn cơm. Dạ. Mới gặp thì em thấy thương, em nấu cho đồ ăn rất là ngon, nấu rất là nhiều món. Để chi? Để cho cháu lên ăn. Anh biết nấu, đợi 1 tiếng đồng hồ. Bắt em phải nấu rồi đợi đồ ăn nguội phải hâm lại. Đâu có ngon, không lên phụ mà bắt mẹ đợi vậy gặp anh la không? La chứ. La thôi chứ đâu chửi đâu. Chưa đến mức chửi. Dạ đúng rồi la. Rồi nó có nói gì lại không? Cũng đứng gãi đầu nữa anh. Bèm đúng không? Đầu nữa. Nói chừng á là xong ăn xong rồi vô cũng tội nghiệp lắm, vô cái bắt đầu tự rửa chén. Ăn xong rửa chén vô lau chùi nhà cửa làm như là dâu vậy. Lúc đó chưa là dâu, lại là bạn gái. Lau chùi sạch sẽ cái bắt đầu lại ôm gốc nước cho mẹ uống. Mà không nói gì chứ vậy con về. Vậy rồi chị có ấn tượng gì với con dâu này không? Thấy hiền, không nói, ít nói mà cũng cười, không biết giận. Chú ý là mẹ la chồng em là nhiều thôi, kiểu là vấn đề là đi trễ thôi. Con gái chắc cũng hói cái đầu luôn rồi đúng không? Kiểu là
kiểu con ngại á kìa. Má đó hiền lắm anh. Về tới là chỉ gãi đầu, không có nói. Nó chỉ gãi đầu thôi. Dạ, gãi bữa đầu nào mua cho nó có lượt trải trí nó khỏi gãi. Không, em có mua cái lượt luôn, lượt màu xanh. Khỏi gãi đầu luôn. Tặng ra cho khỏi gãi đầu. Ủa nhưng mà trước khi cưới là con không khắc phục điều đó mà cứ gặp là bị... Gặp là bị vậy, anh nó chuyên môn đi trễ. Rồi sau đó cưới về. Cưới về thì kiểu tiếp xúc nhiều á, xong rồi cưới thấy mẹ cũng bớt la lại, nhưng mà kiểu mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Thấy mẹ thương tụi con quá à. Thấu hiểu tụi con nhiều hơn là chịu lắng nghe tụi con nói hơn. Lúc đó còn có gãi đầu nữa không? Dạ, lúc đó thì hết rồi. Là con nói mẹ còn gãi đầu đúng không? Không, mẹ không có gãi đầu mà lắng nghe. Nhưng mà mình lúc mình về làm dâu mình có gặp khó khăn gì nhiều không? Dạ không, nói chung là mẹ rất là thoải mái đối với em luôn. Mẹ không bắt em làm dâu, cũng không nấu cơm gì hết luôn. Kiểu là mẹ thoải mái cho em làm những việc em thích luôn. Kiểu là hỗ trợ cho em phía sau để em thực hiện những cái đam mê của em luôn. Nó làm gì khó khăn? Mẹ nó chửi nó đứng cười mà lấy gì khó khăn? Nhưng mà vậy là em chưa làm hài lòng mẹ nên mẹ mới la em hả? Dạ, có những cái như là những cái việc nó nhỏ nhặt lắm, kiểu là dậy trễ thì mẹ la, mẹ nói vậy thôi, thì em chỉ biết đứng cười vậy thôi. Bây giờ dậy sớm? Dạ, đang cố gắng để dậy sớm. Cũng chưa dậy sớm được luôn hả? Dạ. Đang cố gắng mà chưa không dậy sớm luôn. Không dậy sớm được, mà cả hai vợ chồng luôn. Mà ở với em càng lúc càng tăng cân. Em lại xuống cân, hai chồng lại tăng cân. Là biết hao mòn. Em thấy em già luôn, bỏng mắt luôn mà đi à. Vậy không chửi nữa mà em làm cho đẹp cho mình chứ. Cứ làm hoài nó giảm cân rồi. Mệt. Khỏi chửi nữa. Tự la nó... chứ không có chửi. La, la. Trên mức nói chuyện chút. Dạ, lớn hơn, lớn tiếng chút xíu đi. Nhưng mà cô thấy mình hợp với con dâu mình cái gì không? Hợp hết toàn bộ luôn á. Em không hiểu sao mà lúc đầu thì thấy không hợp. Nói chung là bé mới học xong lớp 12 là chuẩn bị học, cái em thấy bé này với con trai em thương nhau quá. Mà cứ vắng chút xíu là bắt đầu đi tìm. Mà con trai em ở nhà với em mà cứ nhớ như bé này là phải đi tìm. Mà từ ở trên quận Bình Tân phải chạy xuống 11, quận 11 là phải khuya cũng phải chạy. Em nói thôi giờ nói mẹ con đừng học nhiều nữa, cưới đi. Cái nó để con về con suy nghĩ, lúc đó gãi đầu tiếp. Suy nghĩ gãi đầu vậy, em nói ủa suy nghĩ gãi đầu cái gì. Kêu mẹ cưới thì mẹ nói là mẹ con chưa cho. Nói cưới về với mẹ khỏi làm dâu vậy chứ. Cứ thực hiện những ước mơ của mình, học tiếp. Em nói vậy đó thì 3 tháng sau bé mới cho gặp mẹ. Gặp mẹ thì em cứ nói cưới, nó còn nhỏ em, con em còn nhỏ chưa cưới được, làm dâu khỏi làm dâu. Về cưới ở với con trai em là được rồi. Tại vì cứ hai đứa giận là cứ gọi hai em như hai bên cái điện thoại, hai bổ tay. Này giận thì gọi em, đứa kia giận gọi em, nó khỏi đi. Đừng có giận mà đừng ấy. Về ở chung nhà đi, còn có gì tôi giải quyết cho. Tới giờ cũng giận vậy đó. Giận được cái hai đứa nói vô lỗ tai em vậy nè. Lúc nó quen thì nó gọi điện thoại hai cái điện thoại bên. Dạ. Còn giờ nó về làm dâu thì hai đứa hai bên. Hai đứa hai trực bên. Tiếp luôn. Mệt mỏi lắm luôn. Bữa nào đi đâu à, có chừng tiếng hồi nhớ gọi. Nhưng có bữa nào la mà giận thiệt không, nóng. Có chứ anh, khóc rơi nước mắt luôn chứ, bỏ nhà đi luôn, xách đồ vô vali bỏ đi. Ủa gì dữ vậy cô? Giận á, tức nó không nghe, giận thôi chứ không phải là nó làm gì quá đáng. Tại nói nó cười hoài. Nói cười hoài rồi xong mới nhiều khi nó tức quá cái nó nói lại cái tức quá thôi bỏ đi cho rồi. Nhưng mà thật sự bỏ giả bộ vậy thôi chứ bỏ đi đâu. Nó còn thân chắc nổi. Tức quá nói vậy thôi chứ bỏ đi, nói nếu mẹ bỏ con đi là con mất mẹ. Hai con nói vậy đó, nên không có bỏ được. Vậy là cũng biết năn nỉ quá hả? Với mỗi lần mà mẹ mà giận là cứ ẩm cháu nội ra. Mẹ thấy nó là mẹ bắt đầu mẹ cười là mẹ hết giận. Anh gài bẫy anh, giận cỡ nào giận không biết. Mẹ, cháu nội kêu mà bé thương lắm, mới có 2 tháng mấy 3 tháng đó. Cứ hí, hú bà vậy là cỡ quay lại. Có hôm qua nữa nè giận á. Tức quá nó giận là xách xe đi, vừa xách xe mở cửa kịch. Cái thằng bé kêu lại cái bắt đầu bà nội ơi con tìm bà nội. Hai vợ chồng lại người ôm chân người ôm tay là bắt đầu vậy. Không có làm việc gì mà lớn để em giận, cái kiểu hổng hào ha nè. Làm những gì bức xúc thiệt, nhưng mà con cái là tức quá giống giận như không muốn nói nhiều, là giận vậy thôi. Nó cũng có vũ khí lợi hại quá ha. Dạ có vũ khí lợi hại, nhưng mà em có vũ khí lợi hại hơn. Thôi à, lúc đó là không chịu thức, bây giờ là sáng là 4:30 là em phải kêu dậy. Dậy hoài không được, em ẵm bé xuống á là để nó làm cái còi hú. Cứ 4:30 là em cứ kéo cháu dậy á, là giờ đó bé cho bú. Tại vì sanh ra rồi cứ nói là con không bú sữa mẹ ói. Cứ thảy cho em là từ lúc sanh ra thảy luôn tới giờ là 4 tháng ngủ với bà nội. Trời ơi, tối nhiều khi đi chơi tới 10 giờ mấy gì đi công việc gì không biết qua đêm luôn.
đi hưởng tuần trăng giờ, mật. Giờ cô giống như là oxy nữa. Không phải oxy. Người mẹ thứ hai hả cô? Người mẹ thứ hai của cháu. À, là bà vú đó. Dạ bà vú. Có gì cũng vui, có cháu nội cũng vui. Vui gì anh á, không biết lo làm gì á, cứ đi chơi hoài á, rồi bỏ cháu cho em á chứ. Ủa ai biểu cưới nó sớm chị? Sao anh nói giống bà xui em đi vậy? Bà xui em cũng nói câu đó đó. Bà nói là chị cưới sớm thì chị chịu chứ giờ sao? Đâu có mét đâu. Nhưng mà bà xui có nói câu, con mình chị chịu nổi với thế gian này, không ai chịu nổi với hai đứa này đâu. Nhưng mà cô có chỉ dạy em không? Có chứ. Dạy ngồi nói từ ly từ tí à. Tại vì hồi xưa em cũng là từng làm dâu. Nên là em nói hồi xưa mẹ dạy vậy đó. Mẹ mong chúng tụi con sau này phải tốt hơn mẹ ăn chút và giỏi hơn mẹ ăn chút, nhưng mình để mình còn nhiều cái sau này còn hướng dẫn cho con của mình nữa. Quan trọng là dạy nó có nghe không? Nghe anh, nghe rồi quên. Cái này phải cho uống thuốc nhớ hay gì á. Sao em? Dạ. Mình có gặp vấn đề gì không? Nói chung là mẹ chị hơi la nhiều thôi, mà em thì kiểu càng la thì em càng lại không nhớ. Mà mẹ cứ nói từ từ thì ví dụ mẹ muốn chỉ em vấn đề đó, mẹ cứ nói từ từ thì em sẽ làm mà kiểu hoàn thiện mình hơn. Từ từ mẹ la thì em la xong cái em kiểu quên mất tiêu, em cười không em quên rồi. Cô giờ mẹ quạo, mẹ quạo em quạo luôn không? Dạ không, cái đó thì con chưa dám. Con có dám cãi lại mẹ không? Dạ không, kiểu là mẹ mà la mẹ mà giận thì con sẽ im lặng. Khi nào mẹ bớt giận á thì con la lại. Không thì con mới nói lại. Cũng may mắn là mẹ hiểu, là mẹ không có nghĩ là con hổn với mẹ hay gì. Mẹ vẫn thấu hiểu và có những lúc khi nào mẹ bực mà mẹ tức lắm luôn thì mẹ mới kiểu là la làng lên thôi. Còn ngoài ra thì bây giờ mẹ vẫn nói nhỏ nhẹ lại, giải thích cho tụi con hiểu cái vấn đề đó. La làng luôn thấy chưa? Dùng la làng là la lớn lắm luôn á, cả làng nghe luôn á. Không la trong nhà, đóng cửa lại cái đâu cả làng à. Không, người này la làng cũng dữ lắm á. Dữ, cái giọng hàng hàng dân miền Tây mà. Cái tính người này gọi là bản lĩnh. Dạ. Gọi là cá tính lắm á. Mới nuôi con rồi lo cho con hết. Em á mong muốn con mình á làm bất cứ việc gì á cũng phải thẳng tính và đâu đó rõ ràng. Nên là mong muốn học được từ em để sau này mình còn nhiều việc hơn nữa. Chứ mà cứ chiều á sau này tội nghiệp cho các cháu của em, tại vì không có dẫn đường cho các cháu đi. Nói chung em á là em làm việc gì á thì hai con em với con gái em á đã làm theo em vậy, em thích. Em mong rằng con mình cũng sau này cũng vậy. Tại vì làm gì nữa thì con nó sẽ nghe và học hỏi nhiều hơn để tốt cho bản thân nó thôi. Con có học được mẹ chồng con gì không? Dạ con học được mẹ chứ. Mẹ rất là kiên trì, mẹ rất là kiên định trong những cái quyết định của mẹ. Và nói chung là cái tâm mẹ rất là tốt luôn. Hẹn cho mẹ đi từ thiện á, là mẹ có như trong người là mẹ sẵn sàng mẹ móc ra hết. Là không còn cái người trong người luôn, nhiều khi đi về là không còn cái gì hết. Nên con học được từ mẹ những sự bao dung nè, rồi sự cho đi của mẹ rất là nhiều. Với lại là mẹ thì nói chung đồng cảm với tụi con, để hỗ trợ tụi con nhiều lắm. Nói chứ cô thấy cũng còn trẻ, cũng vụng về, nhưng mà cũng thấy thương chứ đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Vì này là em quyết định cưới á, bé này như con ruột. Đi mua bất cứ cái gì là em có là bé này phải có. Em muốn ăn cái gì là phải bé này phải có. Nó hợp gu về ăn uống rồi ăn mặc đủ thứ không? Đủ hết luôn. Quần áo con vừa cởi luôn. Mua cho con mẹ có thể mặc vừa. Dạ. Mua cho mẹ con mặc vừa luôn. Dạ đúng vậy đó. Từ dài dép, từ nhẫn, từ bất cứ cái gì đều y chang nhau luôn. À hay dạ. Quá nhờ. Chị muốn biết là cái khoảng thời gian mà em mang bầu nè, sanh em bé nè, giữa em với mẹ nó có cái gì thay đổi không? Mẹ có nói với em một câu là mẹ không bao giờ chăm cháu. Nhưng mà khi mà em mang bầu thì mẹ lo từng ly từng tí luôn. Và kể là dinh dưỡng mà cho em bé thì mẹ cũng lo luôn mọi thứ. Xong rồi đẻ ra là mẹ chăm em ở cử. Xong rồi mẹ chăm luôn em bé tới bây giờ. Em cứ hay kẹo mẹ là ủa hồi đó mẹ có nói với con là mẹ không bao giờ chăm em bé. Mẹ chỉ đi làm, mẹ phụ tiền thôi, mẹ không bao giờ chăm. Mà bây giờ mẹ dính là mẹ chăm. Mà mẹ sơ hở là mẹ bỏ đi đâu là thương tiếng là mẹ chạy về mẹ ngó em bé. Em không bỏ được nó. Gia đình đi đâu đến đâu là ồn ào nó đúng không? Dạ đúng rồi, còn đi là lúc mà con dâu mà mang bầu còn một tháng mới sanh, em mới cho đi chùa, em cho năm non bảy núi á. Mà ông bầu bụng bự vậy nè, em cho lên núi hỏi đi lên được không con? Được. Ngồi lên xe ông đa ôm á, mà ngồi nhõng dựng che đứng vậy mà con dâu nó ngồi đó ỏ nờ vừa vậy nè, trời ơi em hú hồn luôn á.
mà vẫn đi, đi lên núi mà đi về là 3 ngày sau sanh. Đi dễ đẻ. Sanh trước dự định luôn. Trời ai cũng la em quá trời, chưa thấy mẹ chồng nào mà dẫn con dâu đi vậy chưa. Nó nói tới tháng đâu có biết đâu, ai về đâu, dở lệch ra còn có tuần lễ nữa sanh. Trời rốt cuộc đi xong sanh luôn. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên. Em cảm thấy là cái điều gì mà em cảm thấy xúc động đối với mẹ em nhất? Đối với em thì cái khoảng thời gian mà sanh nở đó em cảm thấy là rất là xúc động. Tại vì thường là đi sanh thì chỉ có là mẹ ruột đưa đi thôi. Và em may mắn rồi mẹ, và có mẹ đưa đi trong suốt quá trình mẹ lo lắng, mẹ chạy đôn chạy đó, mẹ tất bật mọi thứ chuẩn bị từ đồ em bé rồi tới khi mà em lên phòng sanh. Rồi mẹ lo, mẹ chạy, nói chung là mẹ lo tất tần tật mọi thứ. Kiểu mẹ sốt ruột rồi này kia, đẻ xong rồi mẹ tất bật về, mẹ dọn chỗ cho em để em về nhà để có chỗ ở rồi này kia. Vậy là chồng con cũng sướng quá ha. Tất cả mọi việc đó đáng lẽ chồng con làm, giờ mẹ chồng con làm hết luôn. Hai vợ chồng con nó vụng về mọi cái lắm. Tụi chồng con cũng chẹt tuổi nhau á. Nên có những cái thật sự là không biết được, không biết làm cái gì. Phải là có con thì mình phải chuẩn bị như thế nào, như thế nào, như thế nào. Nhưng mà may mắn là mẹ lo hết, chuẩn bị hết. Tuy là con nó còn nhỏ nhưng mà nó thấy được tất cả mọi chuyện đó, cảm nhận được cái điều gì chưa làm được và điều gì đã làm được. Dạ. Như vậy chúng ta đã cũng an lòng về con dâu của mình đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy thì có những lúc nào mẹ con hay nằm tâm sự tương lai sắp tới rồi con có thể ra riêng hay không ra riêng hay là gì này kia không? Dạ thì hiện tại là tụi con thì có nhiều lần giận á. Có nhiều lần mẹ la thì hai đứa cũng có ý định thôi mình đi mình không ở chung với mẹ nữa. Nhưng mà sao kể là ngồi nhìn lại thì cái đó mình sai. Cái đó vấn đề là mình sai, mình không dậy sớm. Cái đó mẹ la thì đúng nhưng mà tự nhiên mình lại bỏ đi. Nên là cũng lên xin lỗi mẹ. Và tụi con cũng chưa có ý định là ra riêng. Không bao giờ có ý định là ra riêng. Ở với mẹ mà lo tròn do vậy ra riêng chi nó khổ vậy. Ở với mẹ, mẹ khổ chứ ai khổ, đúng không? Em nói rồi, em nói nếu hai chồng dọn đi mẹ sướng lắm luôn, sướng như tiên á. Tại vì hồi lúc chưa có con ấy, mẹ chấp cánh suốt ngày mẹ bay đi ngoài đường vòng. Nhưng tới lúc có con rồi á, là bé bó chân em ở nhà rất là nhiều. Tại vì quý cháu thì xong á là không có em ở nhà, bé không ngủ. Nên là phải ở nhà. Bà nội lo cho cháu nội rồi còn đứa con nhỏ 8 tuổi ai lo? Hả? Giống dạng như đi học hay là đi ăn uống gì á là anh chị ba lo, còn bé nhỏ thì mẹ lo. Đổi lại con của mẹ thì con dâu lo, có bé 8 tuổi còn con của con dâu là mẹ lo. Học lý quá luôn. Rồi xong mới nói là mẹ ơi giờ đổi, mà bé kia nó nói là thôi mẹ bây giờ con kêu anh chị ba bằng ba mẹ. Nó nói vậy con kêu mẹ tới bằng bà nội vậy con nghĩ đi đổi kịp. Rồi cứ học hành ăn uống thì hai anh chị ba là lo. Thú vị đó chứ, đổi vị trí cho nhau nó cũng hay. Dạ. Ta hiểu được cái cực khổ thế nào. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khôn anh, tại vì bé kia biết tự tắm, tự ăn, tự uống. Còn bé này chưa biết gì hết. Bé kia 8 tuổi đúng không? Dạ đúng. Mà rồi biết này kia. Nhưng mà nhõng nhẽo này kia là cũng không kém luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thì chị rất là nhõng nhẽo. Mà được cái là chị cũng hiểu chuyện, chị cũng phụ là chăm em bé. Nhưng mà đôi lúc chị vẫn ghen tị là tại sao là mẹ phải cho Khang Điền làm cái này, làm cái này, làm cái này mà chị không được. Nên là tụi con thì phải bù đắp cho chị nhiều hơn một xíu là chở chị đi chơi rồi ăn uống này kia. Hay ha. Còn cái nào? Cái nào còn la? La chị 8 tuổi thôi. Dạ, chắc cũng la hoài. Tại vì tính chị thì giống mẹ thì rất là mạnh mẽ, cái tính chị như con trai vậy á. Nên là nhiều khi... Ủa mẹ ăn trai hả? Không, nhiều khi chị chơi chị giỡn thì mình có những cái mình la chị thôi chứ cũng không có ý gì. Ý là nói mẹ la con đi, con sẽ la lại con của mẹ. Có nào la quá thì chị cũng thương con mình được mình. Dạ, có chứ anh. Có không? Có, bức xúc nói. Nói sao? Nói vợ thôi thôi con tự giữ đi con, mẹ tự giữ khỏi đổi qua đổi lại mệt quá. Rồi sao con cuối cùng đổi không? Dạ không chịu. Lát dụ cái dẫn bé đó đi. Vậy thôi không chịu đổi. Nhưng mà chị thấy nha, thường là mẹ ruột á sẽ thích chăm con của mình hơn. Còn em thì em ngược lại, em lại muốn bà nội chăm em bé. Tại vì ngay lúc mà sanh ra thì bé nó ở trong vòng tay của bà nội rồi. Từ mọi cái luôn, là ra là nó thấy mặt bà nội đầu tiên luôn. Nên là bây giờ nó rất là đeo bà nội, nó không đeo ai hết á. Bà nội mà đi là không bao giờ nó ngủ.
nó nằm nó đợi hoài, khi nào mẹ em về thì nó mới ngủ. Nên là không ai chậm được nó hết á. Nhưng mà ngược lại đó, thì con của chị nó không thể rời được chị dâu của nó. Dạ đúng rồi. Nó quen luôn rồi, giờ nó trở về mẹ không được. Anh biết bây giờ nó nói thôi mẹ đi đâu mẹ đi mấy ngày, 3 tháng cũng được nữa. Con ở nhà với chị ba. Cũng vui ha chú hả? Mà vui chứ. Nói chung á, gia đình em là em dám nói ơi, không giống như ai giống gia đình em. Sáng nào cũng sùm hết trơn, như cái còi hú ở nhà vậy. Em nói thiệt em mệt mỏi luôn, bây giờ không biết sao mà khắc phục luôn á. Sáng mà nói hai vợ chồng này à, mà kêu vậy ha, rồi xong thêm bà cô Út á, là em chồng cũng nhoi trời. Rồi thêm cháu nội hú nữa. Mà nó thấy hai vợ chồng này la, giỡn á, hú rồi nó cũng hú theo. Em mệt lắm, bây giờ không biết làm sao mà khắc phục luôn á. Mà giờ mình nói nhỏ nhẹ thì cứ để hoài, mà cứ la là bắt đầu cả nhà đều la. Vậy là mình phải lên tông. Dạ, em lên tông rồi nó mới nín à. Còn nếu em im lặng nó lên tông. Nên mệt lắm luôn. Nhưng mà bé này rất là có ý. Ý nhất là lo từ ly từ tí trong gia đình. Mà ghê lắm anh. Cho em ăn 1-2 giờ khuya, 12 giờ khuya không. Mà ý muốn là cho mập giống hai chồng. Em buồn bực lắm. Nói chung em bực bội, nhiều khi 1 giờ khuya em phải la. 9 giờ 10 giờ đi về mua đồ để tủ lạnh, 11 giờ khuya đem lên lầu mẹ làm ăn. Tại vì tối em có nhiều khi 1 giờ, 12 giờ mới ngủ. Công việc của em á, và ngày lo cháu hay là ngày kia nọ, 1 giờ, 12 giờ mới ngủ. Mình cứ đem lên. Hôm mới đây cách 3 ngày nói mẹ ơi con thèm bánh xèo. Mình 9 giờ nào đòi thèm bánh xèo. Trong tủ lạnh còn gì lấy ra, cái tự nhiên 12 giờ rưỡi em đổ bánh xèo. 1 giờ rưỡi hai mẹ con ngồi ăn. Cô giận mà cô vẫn ăn cô hả? Chứ bây giờ nói thấy thương quá, nói mẹ ơi con thèm bánh xèo mà nó mà ôm ghê lắm. Nhầy cực kỳ nhầy luôn. Ôm vậy nè mẹ ơi trời ơi mẹ cũng thương con này kia nọ. Con không ăn ngoài đường thì mẹ có cho, giờ con thèm quá làm sao. Vậy đâu có giận được nó đâu đúng không? Không giận anh. Tức quá nhiều khi chồng ôm người mẹ, vợ ngồi dưới đất ôm chân luôn. Em giận mà điều muốn đi đâu, đi mấy ngày là ôm chân là ôm vợ. Bắt đầu giấu chìa khóa đâu có đường đi. Giấu điện thoại là không gọi ai được luôn mà đi đâu. Vui thiệt á. Gia đình em nói chung nhức đầu lắm luôn. Bị mẹ la hoài không? Dạ không. Tuổi là tụi ăn chơi mà về con ngủ mẹ ăn chơi chung. Chơi cái gì em? Dạ đi du lịch, đi chơi. Tất cả mọi nơi luôn là em với mẹ đều đi chung hết. Tới độ thậm chí là nhiều khi chồng em muốn chở mẹ đi. Mẹ em kêu thôi ở nhà đi, để hai mẹ con em đi thôi, ở nhà trông con đi, là cứ để chồng em ở nhà vậy đó. Còn em với mẹ đi tất cả mọi nơi, đi du lịch cũng vậy. Hai mẹ con đi chung luôn vậy? Dạ đi chung tất cả mọi nơi. Dụ nữa ha, bị dụ con dễ bị dụ quá ha. Nói chung là con dâu gì nó trẻ quá. Dạ. Thành ra nó làm trẻ hóa mẹ chồng luôn. Và cuối cùng mẹ chồng như là con dâu, bằng tuổi con dâu luôn. À, nói là mẹ ơi, mẹ thấy giờ mẹ ở với con mẹ vui không? Nói vui. Rồi mẹ có thấy trẻ không? Ai cũng nói lúc già mẹ trẻ hơn lúc trước hết trơn. Mà em có thấy em trẻ gì đâu. Trẻ. Em trẻ. Già luôn chứ trẻ. Cô trẻ mà, cô trẻ đẹp nữa. Con dâu cũng tươi tắn đẹp. Đúng rồi. Chắc xong cái mẹ ơi, giờ con thấy mẹ đi làm cái gì đó cho nó nổi bật, làm gì. Cái lại hỏi xăm hình, cái lại chở mẹ lên xăm hình. Trời đất ơi. Cái này cái kiếm chỗ nào mà để cho mình tĩnh tâm lại, cho mình lớn chút xíu, giờ nhỏ quá. Tối ngày cười suốt. Mày mốt, nó dẫn mẹ đi xe thẩm mỹ viện hết luôn tất cả. Thẩm mỹ viện thì mẹ dẫn con lại. Mẹ dẫn đi sửa mũi. Mẹ cho tiền tất cả mọi thứ luôn. Sửa mũi, xăm môi rồi làm gì mẹ dẫn đi làm hết. Còn xăm môi hả? Có chỗ nào sửa miệng không? Sửa em hả? Sửa miệng nó bớt rộng chút xíu. Mai cái miệng lại á. Không, miệng của Lộc đẹp mà. Cười nó rộng quá. Đẹp mà. Không, cứ để vậy. Nó chơi chứ để vậy nó có duyên lắm. Để vậy có duyên nhưng mà mai lại không đẹp đâu anh. Thật ra dâu cảm ơn mẹ là mẹ rất là mở, cởi mở với con. Dạ. Ngược lại là cũng cảm ơn dâu. Dâu đã trẻ hóa mẹ chồng. Dạ. 50 giờ thành hai mấy. À, xong cuối tuần là mẹ ơi con với mẹ đi quẩy. Ủa quẩy gì? Gì luôn em chưa từng đi. Đi nhậu hả cô? Đi quẩy là gì? Quẩy em là biết gì? Bây giờ em mới hỏi anh nè. Em chưa từng đi. Là đi chưa? Là hẹn cuối tuần này hả cô? Quẩy là đi gì con? Dạ đi ba em... Ba luôn. Ôi, trời ơi. Trời luôn. Trời luôn. Vô đó có gì? Em chưa từng đi. Anh cũng chưa đi nữa. Bữa nào rủ chú đi với con. Dạ. Tại sao? Tại sao em muốn dẫn mẹ đi chỗ đó? Dạ em muốn dẫn mẹ đi cho mẹ biết. Rồi dẫn tới ba gặp chú nào chú hốt mẹ con nào. Dạ không được. Mẹ con xin thế này. Hai vợ chồng có nói nhau mà mẹ mà lấy chồng á là tụi con cho mẹ cái vàng.
hai vợ chồng cái ao ước là em gặp một cái người nào á mà để là cho cuộc đời em nó vui á, là con gái em giao cho giữ luôn, là em đi một mình cho có gia đình vậy đó, cho em vui. Nó thương mẹ chồng nó vậy thôi chứ không phải đâu, nó muốn tống em đi á. Bữa nào qua chú con. Dạ. Chú đăng ký bạn Nguyên Hòa đi. Con cứ nói mẹ Hòa để con em, đăng ký. Em chưa đủ lực để không đăng ký tham gia chương trình. Mất công mà lỡ người ta không bấm nút á anh. Mắc cỡ lắm luôn á. Không nút. Bây giờ làm một chương trình hot là con dâu dẫn mẹ chồng đi kiếm chồng. Có luôn hả? Có. Cô đó, gia đình cô nè. Đây nè. Được không con? Dạ được. Quan trọng mẹ thì sao nè, mẹ có chịu không? Mẹ nói là nếu mà mẹ gặp một người nào đó mà thương mẹ thật lòng thì mẹ sẽ đi bước nữa. Tại em làm việc về cộng đồng, về sức khỏe mà. Thì em đi đây đi kia thì ví dụ nhiều người thích em, chú này không được, chú kia không được, vậy thôi cho mẹ ở giá luôn đi con. Ủa vậy nó chọn cho mẹ chồng luôn hả? Chọn cho em luôn. Nó quản lý luôn chuyện tình yêu của mẹ chồng luôn á. Thôi nói chung hai mẹ chồng nàng dâu này rất là hợp. Và gần như là ông trời đặt để cho hai người hai cái tính nó hỗ dạ, trợ đúng rồi nhau. Dạ, em rất là thương bé này. Dạ. Con có muốn mẹ chồng con thay đổi điều gì không? Dạ, con chỉ muốn là mẹ đừng có la quá. Tại vì la quá thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ. Mẹ cứ nói từ từ thì vợ chồng con sẽ hiểu hơn. Rồi, con chỉ muốn mẹ thay đổi vậy thôi. Nếu mà con muốn mẹ không la thì con phải sửa đổi cho chính con. Dạ. Tại vì thứ nhất á, là mình có con nhỏ rồi, phải tranh thủ sáng dậy sớm chạy chuốt làm sao mà cho chính bản thân mình với con mình làm sao chỉnh tề lại đặng còn làm ăn. Dạ. Còn nếu cứ ngủ hoài để mẹ vô giật giò cả vợ lẫn chồng mà cứ làm hoài vậy, hỏi anh la không? Em nhiều việc quá mà. Em nói lúc trước em có bé nhỏ thôi, là bé 8 tuổi, là chỉ là sáng là chỉ la vậy thôi, giờ kéo bốn đứa vô một chỗ luôn thì anh nghĩ là em là như thế nào? Đó, mẹ con chỉ muốn con dậy sớm thôi. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Còn tất cả mọi thứ là mẹ con lo. Rồi hôm nay để coi xem chồng con với con sẽ nói gì với mẹ chồng con. Con trai vô đi. Ôi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, có hoa đẹp quá. Thành công. Nghẹn ngào không nói lên lời luôn á anh. Lần đầu tiên em mới được. Mẹ không nghĩ tụi con làm được vậy cho mẹ nữa đó. Cảm ơn con, hai đứa. Mà mong mà gần á, tụi con sẽ sống tốt hơn, làm việc tốt để giúp cho mọi người và xã hội nha. Em không biết nói gì luôn, nghẹn ngào luôn á anh. Sao mình biết là 6 năm rồi mẹ không có ai tặng bông hết mà tới bây giờ mình mới tặng cho mẹ bó bông? Tại vì mẹ hay nói với tụi em là hồi đó giờ chưa ai tặng hoa cho mẹ cả. Nhưng mà mẹ cứ tiếc tiền mua hoa. Có nhiều lần tụi em định mua hoa thì mẹ kêu thôi để tiền đó đi giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nên nó cứ kéo dài tới 6 năm chưa ai tặng mẹ một bó hoa nào cả. Tuyệt vời, cái bó hoa này sẽ là những tình cảm lớn nhất của con trai. Dạ. Dành cho mẹ nào. Bây giờ con trai muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay là nói đi. Cái bó hoa này là vợ chồng con chuẩn bị cái tư tưởng là 4 năm nhưng mà mới mua sáng nay. Đó thì đây là những lời mà con muốn nói với mẹ là mẹ cứ yên tâm ở hai chồng con, cảm ơn mẹ về thời gian qua. Và cái vấn đề mà hạnh phúc của mẹ thì con sẽ cùng mẹ tìm được một người lý tưởng. Và con nếu mà không có thì cứ về đây có hai vợ chồng con. Đúng rồi. Thì cứ sẽ có hai người bên cạnh mẹ. Một cái bó hoa tưởng chừng đơn giản. Dạ. Nhưng nó chất chứa tất cả tình cảm mà 4-5 năm nay gửi gắm vào bó hoa này. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Và cảm ơn cái chương trình đã ra được cái ngày để giúp cho mẹ con để hiểu nhiều hơn và để hòa đồng hơn trong cuộc sống. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Gửi tặng cả nhà mình đây là yến chân tươi cao cấp gốc của Hằng. Đây, con gửi cô. Dạ. Và đây là một phần quà đến từ 25 Fit. Quà tặng dành cho mỗi người tham gia là một gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 7.500.000 đồng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 Fit. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần, lấy lại vóc dáng như ý. 25 Fit, hệ thống phòng tập công nghệ EMS chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Chúc gia đình sẽ thành công rực rỡ. Dạ, rồi em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu được phát sóng vào lúc 19h55 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại cùng ngày vào lúc 20h15 trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netlove. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ Lê Lộc và Quỳnh Linh xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.